Đây là thành phẩm bánh mì hoa cúc nha mọi người. Để qua đêm và đến sáng thì chúng ta có thể dùng làm một bữa sáng rất là ok. Đây là bánh sau để qua đêm nướng buổi tối và để đến sáng hôm sau để ăn sáng thì mọi người thấy là bánh có độ đàn hồi rất là xốp nha. Cho nên là bánh rất là mềm, xốp. Đây là chiếc bánh mì hoa cúc mình làm từ tối hôm qua này. Và đến sáng nay mình lấy ra cho các bé nhà mình ăn sáng đó. Thì nó bên trong nó sẽ như thế này. Chi tiết cách làm thì mình để ở dưới phần mô tả. Bạn nào muốn thì có thể vào cái phần mô tả để theo dõi cho nó kỹ hơn nhé nha. Và cách nhào bột đó, thì là mình đã nhào đầu tiên là mình nhào bằng cái máy nhồi bột này 10 phút, sau đó thì ngưng khoảng 5 phút cho bột nghỉ, rồi tiếp tục nhồi thêm 20 phút nữa và cho bơ, lúc này mới cho bơ vào. Và sau khi mà hết 20 phút rồi mình sẽ cho bột nghỉ 5 phút và nhồi tiếp thêm 20 phút nữa. Vậy là tổng cái thời gian nhồi của mình là 50 phút và nghỉ 10 phút. Sau khi mà chúng ta nhồi bột cả nhồi cả nghỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó chúng ta sẽ để bột ở trong cái máy bia này và chúng ta ủ khoảng 30 phút để cho nó bột nó nở. Và sau đó chúng ta lấy bột ra đập nhẹ và bắt đầu tạo hình bánh nha. Với 250 g bột và cái công thức như trên thì chúng ta sẽ tạo được khoảng được hai chiếc bánh mì hoa cúc với cái khuôn loại nhỏ như cái khuôn nhà mình này thì mình sẽ làm được hai cái nhé. Đó thì chúng ta sẽ chia bột làm sao đó cho nó đều ra và chúng ta sẽ tạo hình thắt bím cho cái bánh mì hoa cúc của mình. Ở đây thì hôm nay ba mẹ con cùng làm luôn. Đó thì chúng ta thắt bím nó lại thế đơn giản vậy thôi. Rồi sau khi mà thắt bím xong thì chúng ta quét một cái lớp dầu ăn vào cái khuôn và chúng ta bỏ bánh vào. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Đó, sau khi mà bỏ bánh vào khuôn như vậy rồi thì bây giờ mình sẽ để và ủ bánh khoảng chừng 30 phút cho cái bánh nó nở đầy đầy lên miệng khuôn thì bắt đầu chúng ta sẽ mang đi nướng nhá. Đó thì chúng ta có thể là dùng bằng bọc thực phẩm bọc lại hoặc là một cái chiếc khăn ẩm á, chúng ta đậy lên trên để cho cái bánh nó mau nở ha. Đây đây là cái bánh sau khi đã nở đầy khuôn rồi thì mình sẽ dùng một cái lớp sữa quét lên và rải hạnh nhân, phủ hạnh nhân lên trên mặt nhé. Chúng ta có thể đặt hạnh nhân lên, hạnh nhân lát á, lên để cho chúng ta và vào bánh và chúng ta mang đi nướng thôi. In the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to
chúng ta khi mà nướng là chúng ta đặt một cái hũ nước ở trong lò nướng để cho bánh nó nở đều hơn nha. Và trước khi nướng thì chúng ta đã bật lò 10 phút ở 175 độ C và chúng ta cho bánh vào, bắt đầu set up là 175 độ C, nướng trong khoảng chừng 25 đến 30 phút nha. Đó, bắt đầu chúng ta sẽ nướng bánh. Và đây là khoảng đường nướng được 15 phút thì chúng ta kiểm tra là và bánh đã chín rồi nha mọi người. Đó, bánh chín vàng đều nở to nha. Thì chúng ta sẽ lấy bánh ra khỏi lò và để ở ngoài cho nó nguội. Thường là bánh nóng này chúng ta chưa nên ăn ngay. Bánh mì hoa cúc thì chúng ta có thể để cách qua một ngày hôm sau chúng ta ăn thì nó sẽ ngon hơn. Tại vì cái bánh này nó rất là mềm, nó không có bị cứng, cho nên là mọi người có thể để ở ngoài vô tư, bảo quản được khoảng một tuần nhé. Đấy thì chúng ta sẽ bỏ ra ngoài cho nó nguội, thật nguội, và có thể là nguội hẳn thì chúng ta hãy thưởng thức, hoặc là để qua ngày hôm sau thì chúng ta ăn bánh sẽ ngon hơn. Đấy là cái cách làm. Chúc các bạn thành công. Và có gì cần thắc mắc thì có thể là comment để mình, chúng ta cùng chia sẻ nhé. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. To fall, to find out what's to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. From the anger, from the war, let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free, all together, one and all, let's build a dream. If we can just find a way, then we can live.